À, mà phải cho đi về chứ đi lên thì họ không cho đi. Đang nói không? Nguyên tàu bách. Đúng ấy, đi luôn. Mà lại xe chở tàu cách bé luôn. Mà bị ấn đứa thôi. Mà bây giờ đang chứng cái hẳn của tôi bị là mở thẳng phố. Ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng đi bầu khất thực trưa mùng 3 tháng 6. Ban tuần giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ thông tin, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bầu khất thực. Theo Ban tuần giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Y Tô, huyện Yrai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Ban tôn giáo Chính phủ cho hay, theo cơ quan này, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ 4 ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, theo Ban tôn giáo Chính phủ, trên hành trình trở về lần này của ông Thích Minh Tuệ đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5 vừa qua đã xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo đó, ngày mùng 2 tháng 6 có hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú cũng bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện. Tuy nhiên, cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ban tôn giáo Chính phủ thông tin, để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Ban tôn giáo Chính phủ cho rằng mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Okay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.